dành trọn con tim nguyện trao đến em. Trình bày một nhạc phẩm mang tựa đề Con Bướm. Mẹ em. Ta nói cho mama nghe chuyện này, mama đừng kể cho ai biết nha. Công chúa tâm sự với ai chứ tâm sự với mama là đúng người rồi đó. Thiệt không? Công chúa ở với mama từ nhỏ tới lớn mà thấy mama có nhiều chuyện đâu. Như cái vụ cái con cung nữ mà nó lấy quan thái sư đó. Hả? Thấy không? Chính mắt mama thấy nè. Đó bây giờ hoàng thượng đuổi ông thái sư về quê luôn rồi. Tại sao hoàng thượng lại biết? Ai biết? Ta đâu có nói đâu. Đâu có nói cho hoàng thượng nghe đâu. Mình nói đâm ra mình là đâm thọt, hiểu không? Ta kể có một mình con mẹ nhà bếp thôi mà giờ cả cung biết à. Con mẹ nhà bếp có nhiều chuyện dễ sợ luôn à. Thôi đi. Mama. Anh Tư ơi, anh Tư. Anh Tư ơi, chú ơi, cho con gặp anh Tư con gấp đi chú. Con có chuyện gấp lắm chú ơi. Anh Tư của con đang diễn mà, con đợi chút xíu đi hãy vô. Công chúa nè, ta nhớ là hôm qua ta có vô vườn mì hái một ít mận. Rồi, bây giờ công chúa đây nha. Rồi ta ra liền. Ta nha con, không sao, bình tĩnh. Mama đi rồi. Ta đây ta biết nói gì đây. Mama ơi. Mama. Anh Tư ơi, anh Tư ơi. Anh Tư ơi, mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ mất rồi. Em nói cái gì vậy? Nói lại anh muốn nghe một lần nữa coi. Mẹ mất rồi. Mama ơi. Mama sao vậy mama? Anh Tư sao vậy anh Tư? Anh Tư có thương mẹ không anh Tư? Mama có thương ta không mama? Út à, em đi về đi. Anh Tư không thể nào bỏ khán giả đây được. Em đi về đi. Nghe lời anh. Đi về đi. Đi về đi. Đi về đi. Anh Tư ơi. Mẹ mama anh Tư không diễn được nữa anh Tư. Em hận anh Tư, em ghét anh Tư. Mama ơi. Mama hãy cười lên nha mama. Ở trong cái cung này ai cũng thương mama hết. Bởi vậy dù có chuyện gì xảy ra, mama cũng phải ráng cười lên nha mama. Cười.
người lên nha mama. Cơ công chúa thiệt luôn đó. Chết từ lúc công nương theo chồng, trời gác xoan hoàng cung. Mama thầm lo trăm mối tơ cho, nên suốt đêm ta theo rình mò. Kể từ lúc cung xoan lên đèn, thầm bước theo hào trình. Mời hay thì ra con bạch diễm sương, hai đứa trong đêm khuya. Nên buồn lo thân thể ốm o, theo sắc hương như hoa ưa tàn. Công chúa có chồng chồng chẳng chịu chung chăn chung chiêu. Công chúa chính chuyên còn chồng chim chuột cấm cung chúa chát cạnh cá chậu chim chuồng. Công chúa có cầm cự cứ chải chuốt chững chạc, coi chuyện chẳng có chi, cuối cùng chọn chứng cớ chia cắt chúng. Chồng chè cháo chọn chè, công chúa cọc cằn cao co, coi chừng chồng tính càng chán càng chê. Xin ra mắt công chúa. Dạ, xin chào chớ thủ lễ. Mời mời Phạm Mãn ngồi. Đa tạ. Mama. Dạ. Cho đòi tỷ nữ dâng trà. Xuân. Dạ. Mau ra dâng trà cho phò mã và công chúa đó nghe con. Xin dâng. Dạ. Kính thỉnh công chúa và phò mã dùng. Bò mã ngồi đi uống ngon ha. Diễm Sương. Dạ. Trà này ngươi pha cho ai dùng? Dạ, cho công chúa và bò mã. Ngươi có muốn dùng chung không? Dạ, dạ nô tỳ không dám. Tôi cũng dám nè bà. Vậy sao cái chàng đang trước mặt phò mã hoài vậy? Bước ra làm sao? Dạ. Ha. Dạ. Diễm Sương. Quay bước đi em ơi, thoát xa vòng tội tình. Làm kiếp chung chồng có ai hằng mơ ước. Nô tài có lỗi. Bây giờ nghe ta hỏi. Mày. Khai không? Không. Ở đây không khai. Ở đây hơi hôi. Chắc là phải tổng chùi chà khu này quá. Người chà đi. Dạ chà. Đúng rồi đó. Ta hỏi một lần nữa, có khai không?
biết gì đâu mà khai. Tự nhiên cái kêu khai hả? Ừ, khai gì khai. Nguyễn Cảnh đã hoàn thành phần dự thi của mình rồi, xin mời ban giám khảo ạ. Thì cái tiết mục này cũng là câu chuyện thật của nghệ sĩ. Thì nói chung là vừa giới thiệu cái đời nghệ sĩ, rồi em vừa bước ra là ở đây chị đồ anh Giang hay là anh Luật là đã cũng đoán được là nó sẽ như vậy. Nhưng mà cái khúc mà ở giữa cái diễn của em á với mọi người ở đây thì nó hơi bị lung tung chút xíu. Mình phải diễn rối nhưng mà phải rối có năng nắp. À, cái khúc gần cuối á, cái khúc mà gần cuối của mọi người á là chị thấy là bị rối, là rối thật sự luôn á. Thời gian tập thì tụi em chỉ có một tuần tập thôi, nhưng mà có nhiều khi tập vì bạn này thiếu, bạn kia thiếu nữa, nên là tụi em chỉ ráp lại có mấy ngày để tụi em hoàn thành tiết mục. Nhưng hôm nay em thấy là em cảm ơn tất cả các bạn đã hoàn thành tiết mục xuất sắc giùm em, và cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Em đang diễn một kịch mang lại tiếng cười cho họ, thì đùng một cái bi kịch xảy ra cho chính cuộc đời em. Khi em đã biết bi kịch rồi, nhưng mà em đã trót lao vào một cái vai diễn rồi, thì em phải diễn luôn cái vai diễn này cho nó xong đã rồi mới tới bi kịch của em. Nhưng cái người ta muốn coi ở đây á là khi em có một bi kịch, em hiểu không? Và em phải mang cái bi kịch đó vào trong người, mà em phải diễn hài kịch đó cho người ta coi. Và khán giả người ta muốn coi, anh Thu Trang và khán giả truyền hình muốn coi là ê, cái cậu này có đang mang một cái bi kịch về diễn viên, và cuộc đời cũng có một bi kịch ngay tại lúc cậu ta đang mua vui với khán giả mà mẹ mất. Thì họ sẽ coi cái thần thái, cái cách diễn và cái sự lúng túng của một người là tất cả của họ, là mẹ là tất cả, mà đã mất rồi, mà họ phải giữ đúng cái tâm lý phải mua vui cho khán giả, thì người ta cần coi cái sự đau khổ đó. Em sẽ diễn như thế nào trên sân khấu hài hước? Ý tưởng của em trong cái kịch bản này là rất là tốt. Nhưng mà cái giống như anh Giang nói á, là cái sự kiện chính của cái nhân vật của em khi bước lên sân khấu là gì? Em đang diễn hài, biết được một cái hung tin rất là đau đớn trong con người của em, và khán giả đang chờ xem em xử lý cái việc đó như thế nào. Một bằng cái sự lúng túng, hoặc là một là lúng túng, hai là em ra sân khấu diễn bùng nổ, diễn như một thằng điên. Diễn khán giả cứ rân, vừa ao một cái là em giống như là em đột quỵ luôn á. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Nguyễn Cảnh, và chúng tôi hy vọng là Nguyễn Cảnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ quý vị khán giả như bạn ấy đã từng nhận được trong những đêm thi trước. Và quý vị hãy thể hiện điều đó bằng cách là chúng ta sẽ cùng nhắn tin ủng hộ cho Nguyễn Cảnh với cú pháp là TCSG khoảng trắng 03 là mã số của Nguyễn Cảnh, và gửi về tổng đài 7339. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Nguyễn Cảnh.